Bông hoa hồng vàng lẻ loi nở đẹp không cả nhà? Đó, cả vườn hồng bây giờ còn mỗi một cây này nở hoa thôi. Mình nói để mình chiết cành ra, mình trồng thêm ra mà mình vẫn chưa làm nữa. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitra Money. Hôm nay thì Kavin với Joe vào bếp để làm món gọi là Feuerwurst, tức là xúc xích cay á. Xin chào quý chú. Hello, xin chào quý chú. Nein, was machst du? Was machst du denn? Nein, nicht so. Warum, ne? Das macht man, glaube ich, nicht. Also, die Sache ist die. Die würden reinpassen, also. Ja, da wird nicht alles gebraten, was sagst du denn? Ha? Die passen nur in die Mitte rein, aber nicht an die Seiten. Du kannst eine ganz lassen, eine kannst du ganz lassen. Was? Eine kannst du ganz lassen. Was meinst du? Ja, eine was kannst du ganz lassen. Beide kannst du ganz lassen. Denn hier kommt eine hin. Ja, aber die, guck mal, die muss ja erstmal. Ja, und welche soll dann? So, oder ja, was? Die, nur die passt ganz hin, aber. Warte mal, wir haben Öl vergessen. Alter, hol alles hier raus. Ist nicht so schlimm, bei Bus. Ja. Doch, doch. Da kommt schon was ein bisschen rein, das muss gut werden. Sag stopp. Sag stopp. Ja, schmecken die gut vom Test? Ja, die schmecken richtig gut. Wie schmecken die denn? Anders. Wie anders? Ach, sehr leise. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Bánh mì thì mình đã nướng xong rồi nè. Nướng một bánh mì baguette với lại bốn cái bánh mì nhỏ. Dann gibt's, also es gibt zwei. Hey, wo willst du es machen? Ja, erstmal, du brauchst eine, oder? Nein, ich brauche genau den anderen. Châu cắt cây dưa leo để trộn salad. Bây giờ thì Châu rất thích ăn salad với lại phô mai mozzarella. Salad dưa leo thì mình có thể trộn bằng cái salad này. Người ta trong này là người ta có thì là nè. Hoặc là mình trộn bằng cái salad này. Cái này thì có các loại rau thơm mà để mình dùng trong bếp. Mình làm sốt salad. Đó, thì thường là mình cho một lần trộn salad á, mình cho một gói salad xong rồi mình cho thêm nước tương, cho thêm dầu. Dầu thì mình có thể dùng dầu hạt hướng dương hoặc là dầu hạt hoa cải. Ở đây thì mình hay dùng dầu hạt bí. Dầu hạt bí thì ăn ngon hơn các loại dầu khác. Mình cho nước tương Maggi. Xong rồi cho chút xíu nước. Cho thêm một chút xíu muối. Hier machst du mal Gurke da rein und dann kannst du dann Mozzarella auf dem Brett schneiden. Đây, xúc xích này gọi là Feuerwurst, tức là cái loại xúc xích cay á, mà người ta hay bán dịp Giáng sinh, người ta hay bán ở chợ Giáng sinh á. Xong rồi người ta kẹp vào bánh mì, rồi người ta cho salad vào á, ăn ngon lắm. Chô thì đang cắt mozzarella để làm để trộn salad. Đáng lẽ là mình làm kho quẹt đó, mình đã hái rau cải son rồi, mình làm kho quẹt đó, nhưng mà Châu lại nói là hôm nay ăn cái xúc xích này, tại vì lâu rồi không có ăn cái xúc xích cay này á.
Nên là ăn xúc xích cay rồi kho quẹt thì mình sẽ làm vào buổi tối. Salad dưa leo trộn kiểu này ngon tuyệt vời. Cái món salad mà dưa leo trộn chung với lại mozzarella là lúc đầu là anh đi ăn như vậy và mọi người ăn thử thấy ngon. Thế là bây giờ nhà mình làm rất thường xuyên món này. Đi chợ hầu như lần nào cũng mua cái phô mai mozzarella này để trộn salad. Cắt hộp trái dưa leo thấy ít quá nên cho cắt thêm nửa trái dưa leo nữa. Und legen den hier so drauf. So, dann kommt das hier rein. Mình thử xem. Cái này hôm qua hai đứa mua ở trong siêu thị Kaufland nè. Scharf, also ein bisschen scharf. Mhm. Schmeckst du Feuerwurst? Ngon. Ngon hả? Mhm, ngon. Okay. So. Wie ist der Boden? Schau mal. Gut. Knusprig. Cho với Kevin thì cho phô mai vào xong cho vào chảo nướng để phô mai nó chảy ra xong rồi bây giờ bắt đầu mới cho xúc xích lên. Jetzt die zwei Würstchen drauf. Ich denke, da mache ich nicht weitere Gewürze auf den Käse drauf. Das wird so passen. Muss ich nur schauen. Voll viel. Ja? Ja. Gib doch mal weg. Ja. Kevin tự cho những cái gì Kevin thích vào trong cái bánh mì xúc xích này. Thì Kevin cho phô mai nè, bắp. Bắp ngô này mình mua cái bắp người ta làm ở trong lon á. Rồi Kevin cho thêm gia vị. Còn đây là sốt tỏi. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với gia đình mình ha. Feuerwurst. Đây. Đây là ớt ngâm chua xong rồi người ta trộn với lại tỏi với rau thơm. Đây là olive. Đây là phô mai cừu, phô mai cừu ăn ngon lắm. Phô mai cừu thì thường làm mình trộn salad ăn hoặc là mình làm cái món gì hoặc pizza mình cũng có thể cho lên. Đây là salad cho trộn nè. Xúc xích cay này á, cái dịp mà chợ Giáng sinh á, đi chợ Giáng sinh nào người ta cũng có bán, gọi là Feuerwurst. Ngon. Mm-hmm.
Bánh mì của Châu với Kevin thì cho thêm phô mai. Vì smash đi chờ smash kế chứ. Hay ăn không? Nế? Ich weiß, wie schmeckt sie. Was du hast doch. Ach so, ich hätte mein Ziegenkäse. Nein, Schmelzkäse. Schmeckt halt nach Käse. Ja, aber schmeckt besser so oder ohne Käse schmeckt. Weiß ich auch nicht. Hm. Ich habe nicht ohne Käse gegessen, ne? Die Boss. Ja. Die ist normal mit Kraut und tatsächlich. Nein. Noch mit Kraut. Mach gut. Dưa leo trộn chung với lại phô mai mozzarella ăn cũng ngon. Pepperoni riecht voll gut. Du hast das schon mal probiert. Ich habe schon mal probiert, es schmeckt nicht so. Schmeckt halt scharf, sauer. Scharf ist, ja. Cho nói là cái ớt này á, ngửi mùi ngon lắm, nhưng mà cho ăn thử thì cho không thích. Ớt này á, thì ăn nó có vị chua, vị cay. Vorher muss angenehm scharf. Ja, das ja, der Pepperoni ist weniger scharf wie die Feuerwurst. Ja, aber Pepperoni, der hat ein bisschen bitter Geschmack auch. Ja, da habe ich jetzt noch nicht genau geschaut. Also so ein Beispiel. Ja, man da ăn xong rồi, man cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại video lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye.